Xin chào các bạn đã trở lại với cái video theo của mình là Huy trên đây. Và trong video hôm nay thì mình sẽ test thử cái sức mạnh của cây song đao nguyền rủa sau khi được enchant nha các bạn. Trước đây video xin chúc các bạn ngày mới thật vui vẻ. Và nếu như các bạn thấy video hay thì nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Rồi, đấy thì nói chung là hôm trước ấy mình có làm video về đi gọi là săn Nevethan. Sau đó thì mình đã gọi là enchant vào cái thanh kiếm này các bạn. Đấy, được luôn một cái gọi là, đây là cái gì nhỉ? Cái phù phép các bạn, mình được cái này Storm Blessing này. Đấy, mình không biết là cái này có hiếm không ấy, nhưng mà nhiều bạn bảo là cái này hiếm lắm. Đấy, rất là mạnh luôn. Đấy, mình chỉ ấn một lần duy nhất thôi và ra luôn các bạn. Rồi, thì bây giờ là mình sẽ thử sử dụng cái này ấy. Mình đi farm quái và mình sẽ đi săn cái mập cho các bạn xem nha. Đấy, để xem liệu cái song đao người rùa này sau khi chúng ta gọi là enchant ấy thì sức mạnh của nó bá đạo như thế nào. Rồi, thì bây giờ mình sẽ di chuyển về cái chỗ kia. Nói chung mình chuyển cho nhanh các bạn. Giờ mình đi bộ chậm lắm. Ok. Thì giờ mình sẽ ra chỗ quái nha các bạn. Mấy con NPC gọi là để mình farm nhé. Đầu tiên là mình sẽ hóa Phật đây này. Đấy, hóa Phật lên rồi cầm song kiếm này. Đấy, song kiếm hiện tại mình nhìn ấy, cái tia điện ấy nó vẫn phát điện cho các bạn. Đấy, giờ mình sẽ đánh thử nhá. Đấy, ui, khi mình đánh phát luôn là cái tia điện sẽ lan ra những đối phương xung quanh, đúng kiểu như cái tộc Cyborg V4 các bạn. Nhưng mà sao nhỉ? Cái lượng đam mà lan ấy nó yếu hơn nha các bạn. Chắc là khoảng tầm bao nhiêu nhỉ? Chắc tầm 10% thôi. Đấy, kiểu vậy. Đấy, khi mình đánh phát nó sẽ lan ra, nói chung là nó kiểu một cái gọi là tộc Cyborg V4 mini ấy. Đấy, rất là mạnh luôn. Cái này mà kết hợp với tộc Cyborg nữa thì ui giời. Đấy, nhưng mà thôi, mình sẽ dùng tộc cá đi. Đấy, tộc cá hiện tại thì đang rất là ngon các bạn, để chúng ta đi săn các sự kiện trên biển. Đấy, chứ gọi là dùng tộc khác nó hơi gọi là phế đấy. Ok. Rồi, thì giờ mình sẽ ra kia mình mua thuyền để mình gọi là mình ra biển mình săn cá mập các bạn. Nói chung mình sẽ thử săn cá mập bằng cái song kiếm này xem sao. Đấy, đấy, để xem liệu nó có mạnh hay không. Thì chắc là cũng không mạnh được, bởi vì mình cứ săn thử xem sao. Đấy, rồi, thì giờ mình sẽ lên thuyền nha các bạn. Nói chung cái này điểm mạnh là chỗ spam thôi. Spam là đánh thường ấy. Nếu mà mình đi gọi là farm ấy thì kỳ ngon luôn. Hoặc là đi red các bạn. Thôi, để video sau mình sẽ đi red nhá. Mình sẽ thử cân red Phật tổ với cái song kiếm này sau được khi được enchant nha các bạn. Đấy, rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến thẳng lên phía trước để mình xem liệu cá mập có xuất hiện không nha. Ok các bạn ơi, hiện tại thì cá mập boss xuất hiện rồi. Giờ thì mình sẽ bật Phật tổ nha các bạn. Sau đó mình sẽ thử dùng cái song kiếm này. Đấy, đâu rồi. Từ từ á, ui, đánh đau thế nhỉ. Đầu tiên là chúng ta cần phải đánh trước này. Đấy, chém thì lượng đam cái đòn đánh thường ấy thì mình nghĩ là nó bị giảm rất là nhiều khi mình đánh với cá mập. Không biết tại sao thì mình lại giảm đi. Có lẽ là để cân bằng các bạn. Ôi, có Cbiz này, từ từ á, để mình chạy nha các bạn. Chứ vừa đánh Cbiz vừa đánh cá mập rất là khó các bạn ơi. Đấy, nó đánh choáng kinh lắm. Mình sẽ chạy lên hòn đá kia đi. Đấy, đòn đánh thường thì hiện tại khi các bạn đánh thường kiểu như là kiếm hoặc là mana ấy thì bị giảm rất là nhiều đam các bạn. Bởi vì nếu như nó đánh theo đam gốc ấy thì đánh con cá mập này cực kỳ dễ luôn các bạn. Nhưng các bạn sử dụng chai Phật tổ ấy, à mà quên mất, và khi các bạn dùng chai Phật để đi săn gọi là săn cá mập ấy thì các bạn nên dùng cho mình cái khiên như các bạn, khiên Nevethan ấy. Cái này sẽ giảm rất là nhiều sát thương lên từ cá mập. Khi kết hợp với chai Phật tổ thì cực kỳ trâu luôn. Đấy, thì mình sẽ đứng trên đây nha các bạn. Đứng trên đây là không đánh được các bạn. Thôi, xuống luôn đi. Rồi, xuống đánh luôn. Rồi, chém gọi là rất là mật. Thực sự thì lượng đam nó cũng không mạnh đâu các bạn, nó bình thường thôi. Rồi, để mình cho bạn xem cái khiêng nhé. Đấy. Rồi, bạn nào mà trong video sau sẽ làm về các phụ kiện nên sử dụng cho biển nhỉ. Đấy, cái này sẽ giúp các bạn giảm rất là nhiều sát thương luôn. Từ nãy giờ mình đánh thì mình thấy là cái kiếm là bình thường thôi. Bởi vì nó đánh nan, mà đánh nan thì nó không thể tác dụng lên cá nhiều được. Đấy. Sao nhỉ? Chung là đánh chỉ gọi là mất, gọi là không gây nhiều đam mấy các bạn. Nhưng mà nói chung mà hiện tại thì mình đang dùng cái khiêng thì mình cảm thấy khiêng khá là trâu các bạn. Đấy, ui. Từ. Chắc bây giờ sau thì mình sẽ thử dùng cái song kiếm mà đi cân rết nha các bạn, để xem liệu có đánh nhanh không. Đấy, biết đâu đánh trong thời gian nhanh nhất thì sao. Đấy, từ. Không, mình cũng không ngờ nữa các bạn là mình có thể gọi là enchant được một cái gọi là cái nội tại nó hiếm như thế. Đấy, đánh ra điện. Mấy bạn nhắn đi cốt cho mình bảo là cái này hiếm lắm. Đấy, không biết là có hiếm bằng cái kia không. Từ. Đấy, mình cũng đang chuẩn bị tích mấy cái nguyên liệu mình chuẩn bị enchant cho cái cây gì. Cái gì? Cái kiếm du của mình. Đấy, mong ra được cái nội tại này. Nội tại gì ta? Mình có đọc qua nội tại hút máu các bạn. Nội tại như nguyên rủa thì phải. Đấy,
Được được được, mình đánh con này á. Chắc video sau mình sẽ lên video về chi tiết các nội tại mà cái bùa phù phép nha các bạn. Nói chung là gọi là phù phép cho cái bùa ấy, kiểu vậy. Từ từ từ, đầu tiên mình cần tiêu diệt cá mập á. Nói chung mà hôm nay đánh cá mập nó cũng bình thường thôi, sự là cái song kiếm mà đánh không ổn với cá mập các bạn. Chắc để video sau mình sẽ thử cân rét bằng cái song kiếm sau khi ăn chan các bạn. Đấy, ok, xong luôn rồi. Nói chung mà mình nghĩ là cái song kiếm bên sau khi ăn chan được cái nội tại xét này, sớm xét này, nó chỉ để farm quái thôi. Nói chung đánh cá mập chắc là không ổn rồi, đánh si bít thì càng không, vì si bít thì làm sao mà chưa đánh thường được. Ok rồi, thì chắc là mình sẽ kết thúc video này thôi. Và nếu như các bạn thấy cái video hay thì nhấn like và đăng ký kênh của mình nha. Tạm biệt các bạn nha, bye bye.